Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Jupiter độ siêu đẹp, khoe dáng bên chủ xe đầy cá tính. Yamaha Jupiter từ lâu đã trở thành một cái biểu tượng trong giới trẻ Việt Nam. Với một dòng xe số với cái sức mạnh có thể chinh phục mọi địa hình, nhưng vẫn mang trong mình nét đẹp khỏe khoắn, hợp thời trang. Và đẹp lạ hơn rất nhiều khi về tay những dân chơi xe này. Vẫn giữ nguyên một cách tem và màu xanh Subi của hãng Yamaha, đầy lãm và thể thao. Chủ xe kết hợp thêm một vài chi tiết những món đồ chơi nhỏ để tăng thêm cái tính mới lạ cho chiếc xe. Về phần nội công thì không được chủ xe tiết lộ, nên ta chỉ nhắc về cái phần dàn ngoại của em nó. Trang bị bao tay Duno giúp tăng thêm cái độ bám im ái, khả năng bám tay hơn rất nhiều với cái dòng sản phẩm của hãng sản xuất. Tuy nhiên, các bạn chơi bao tay này nên tránh cái tiếp xúc nhớt dầu, nhanh làm giảm tuổi thọ của bao tay. Nhìn xuống chai chân trước, thấy được bắt gặp một góc ảnh quen thuộc, cây dầu đồ chơi được bấm với các dầu sau ly cố định vào heo Rambo lực lớn 2.8 xứng bằng một cái chú ốc roti. Đĩa của Gaffer KTM ở trước được bắt vào cái đùm thông qua một thớt lồng được gia công bằng chất liệu CNC nguyên khối, sau đó mới đem đi nhuộm đen. Góc nhìn cận cảnh hơn cái dàn chân trước, một loạt ốc roti nằm gần như là full hết cái dàn chân trước. Sử dụng thêm cái niềng nhôm Raceboy đen làm chủ đạo để tăng thêm độ thẩm mỹ cho em nó. Bên cạnh đó, cái dòng niềng này chống được khả năng hoang rỉ ở thời tiết nước ta, độ bền cũng rất cao và độ cứng thì bộ đói. Sổ thêm cái bu của X4 1.5 5 số, thay thế cho bu zin đem lại cái sự mới lạ hơn, cũng như thoáng hơi giúp cho xe nhẹ mái hơn, lên ga ngọt ngào hơn. Phần của bu zin được cắt bỏ để thay thế bằng cái cột inox, dành riêng cho cái dòng Jupiter mới có thể lắp trên xe được. Trang bị cái mục rét tiêu được mô phỏng như cái mẫu Holin cao cấp, được cấu tạo có lò xo và tim lớn hơn zin, hành trình cũng êm ái dạng hơn, giúp xe giảm sốc là tốt nhất trên những cái cung đường xấu. Chính vì đó mà nó là thương hiệu phục này đang được rất nhiều dòng xe phổ thông ưa chuộng. Vài góc ảnh đẹp của cái chiếc Jupiter đang khoe dáng cùng với những anh chị em. Winner 90 độ phong cách đội đồ Castrol cùng với dàn chân khủng. Đã có rất nhiều chiếc Honda Winner 90 độ dàn chân khủng lấy từ những người đàn anh phân khối lớn. Nay tiếp tục có một chiếc Winner 90 cũng độ cái dàn chân phân khối lớn, đi kèm với đó là cả nguyên dàn áo được mô phỏng theo phong cách của đội đồ Castrol Racing của Honda. Chiếc Winner 90 độ phong cách của đội đồ Castrol Racing Honda. Và chiếc Winner 90 có dàn chân lấy từ một mẫu xe phân khối lớn, ghế dàn sau một cấp và đặc biệt hơn đầy cứng cáp. Dàn phục trước upside down của Holin, cặp heo dầu Barbis, cable SC. Còn cái dàn áo được độ theo phong cách của đồ Castrol Racing. Chiếc Winner 90 này độ dàn chân phân lớn được rất nhiều cái giải thưởng. Dàn chân thì cá chất và cũng như một chiếc phân khối lớn thực thụ. Ducati Sportster 795 độ táo bạo cùng với ý tưởng Dead Demon. Ducati Sportster 795 là một sản phẩm được lên ý tưởng dành riêng thị trường châu Á, là sự kết hợp của kiểu dáng của chiếc Sportster 696 và động cơ lấy từ chiếc 796 để tạo ra chiếc Sportster 795 cho các nước Á Đông và được rất ưa chuộng bởi thiết kế bóp dáng góc cạnh, làm cho người châu Á lựa chọn rất nhiều trong cái bộ sưu tập của bản độ từ những tài chơi. Và con quái vật 795 dưới đây có màn độ lại ý tưởng Led Demon tạo táo bạo của chủ nhân. Một bản độ Ducati Sportster 795 lâu cuốn hơn với cái tông màu đen hoàn toàn, kết hợp cùng với kiểu dáng dữ dằn đầy chiêu gợi từ cái bộ quận khung được chế tạo từ ống thép rỗng Sandisk đang xen với nhau, giúp cho chiếc xe trở nên tối giản nhưng đầy sang trọng. Là dòng xe ấn tượng với cái đèn pha truyền thống của họ Monster với những đường viền ốp carbon. Phần dưới đèn pha sử dụng cái ốp đen là bịt lại, liên tưởng những con chiến mã ninja đang bịt mặt. Cái cụm xi nhan hai bên được thay thế bằng cái thương hiệu Kurisuma. Lôi cuốn hơn, chiếc cụm ghi đồng trần làm cái điểm nhấn trung tâm với trợ lực Scott của Holin. Im ái hơn, chiếc cụm phanh của Rambo Bilip bao tay Rizuma. Bên trái trang bị không kém chiếc cụm con dầu của Rambo Bilip bao tay Rizuma.
dàn chân thì đầy khủng, cứng cáp. Chiếc cái phục của upside down, ti quen, ti phục đen. Chứng cái chắn bụng trước carbon cho cái trọng lượng nhẹ hơn và cứng cáp hơn. Thiết kế bình xăng với hai hút gió ở phía trước thể hiện tính khí động học. Trên thân bình, những đường gân quốc cao rất là bật với cái viền carbon kéo dài ở trung tâm và hai bên là những đường viền chrome đầy bóng bẩy. Lưới bảo vệ chất tản nhiệt Motorlay. Dàn chân thì mê hoặc chiếc cặp phanh của Rainbow, cặp Racer. Có động cơ được trang bị tinh tế với một ốp đốc nội trong suốt Ducabay, mắc in tự ý. Bộ số đẩy Sinsi Racing màu đen, vị trí nối dài ra chân người ngồi sau. Dàn chân sau huyền bí, chiếc mâm hợp kim nhôm nhuộm đen. Phanh của Rainbow Bidit kết hợp với phát Sinsi cũng nhuộm đen theo ý cái bản đồ này. Vị trí bố trí cái biển số đầy ấn tượng với phát biển số Motorlay. Dàn âm thanh không có gì cuốn hút hơn với cái bộ ống xả Tecnogomy Carbon. Sportster 795 trần trụi tối giản là không thể bốc lửa hơn được nữa. Mạnh mẽ trong thiết kế với cái tông màu đen lạnh lùng cho cái show diễn có vẻ đẹp trên xa lộ. Mẫu xe này được một Ấn Độ táo bạo đến từ Thái Lan, đất nước từ chùa vàng.